Trung Quốc tiết lộ âm mưu dinh tinh đảo Phù Nam Campuchia. Đây là miền Tây Nam của Campuchia. Từ bao đời nay, nước bạn láng giềng không có tuyến đường trực tiếp nối từ sông ra biển, và họ hy vọng sẽ sớm thay đổi điều đó trên sông Mekong. Họ sẽ xây dựng một con kênh đào bắt đầu từ nhánh của sông Mekong và kết thúc ra biển. Kênh đào Phú Nam Techo là một trong số những ưu tiên số 1 của chính phủ Tân Thủ tướng Hun Manet, một dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tầm cỡ khu vực, và là một phần trong tham vọng của Campuchia, nhằm trở thành một trung kinh tế và hậu cần quan trọng ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, kênh đào Phú Nam Techo có thật chỉ đơn giản là công trình phát triển kinh tế xã hội hay không? Cách đó nửa bán cầu, Mỹ tuyên bố không can thiệp nội bộ hay những quyết định phát triển của Campuchia, nhưng nhấn mạnh phải minh bạch. Còn Ủy ban sông Mekong Việt Nam mới đây đã tổ chức một cuộc họp tham vấn quốc gia với kênh Phú Nam Techo. Trong đó, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã cho biết Việt Nam quan tâm đến dự án này và đề nghị Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy ban Hội sông Mekong Quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vì sao lại có những phản ứng như vậy trong khu vực và quốc tế? Trung Quốc chính là nhân tố chính đầu tư con kênh này. Nhưng từ đó tới nay, mặc kệ Việt Nam tố cáo hay Campuchia phản bác, Trung Quốc vẫn tuyệt nhiên như kẻ ngoài luồng, không tham gia vào bất cứ cuộc tranh cãi nào. Nhưng mới đây, quốc gia này đã đưa ra những tuyên bố gay gắt về dự án Phú Nam. Đó là trên trang mạng Baidu có bài viết liệu luật chơi có thay đổi nếu chúng ta giúp Campuchia đào con kênh lớn này để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Việt Nam. Từ đó vô tình để lộ những chi tiết về một âm mưu đã được toan tính từ lâu thông qua công trình này. Vậy, nội dung bài báo này viết như thế nào? Và rốt cuộc, Bắc Kinh đã muốn làm gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Vâng, thưa quý vị, trên trang mạng Baidu đã viết bài như sau. Tháng 5 năm ngoái, Campuchia đã đề nghị Trung Quốc tài trợ cho dự án kênh đào Phú Nam Techo của nước này. Dự án cơ sở đầy tham vọng này có mức chi phí là 1,7 tỷ USD và có tổng chiều dài là 180 km. Mục đích chính của nó là cải thiện giao thông vận tải ở khu vực thủ đô Phnom Penh. Kênh đào này bắt đầu từ sông Ba Sắc, tức là sông Hậu, một nhánh của sông Mekong, và kết thúc ở tỉnh Kampot, ở phía nam Campuchia. Nó đi qua 4 tỉnh của Campuchia bao gồm Khandao, Takeo, Kampot và Kep, qua đó đem lại lợi ích cho khoảng 1,6 triệu người. Sông Mekong là con sông lớn nhất ở Đông Nam Á. Mặc dù sông Mekong chảy qua Campuchia, nhưng nó không đóng vai trò lớn trong giao thông vận tải và hậu cần kinh tế của nước này, bởi tất cả các cửa ra của hạ lưu đều nằm ở Việt Nam. Tuy giáp biển, nhưng Campuchia không có con sông lớn nào dẫn thẳng ra biển. 33% lượng hàng hóa xuất khẩu của Campuchia phải đi qua hạ lưu sông Mekong ở Việt Nam. Điều này buộc họ phải chi trả cho Việt Nam một khoản phí quá cảnh tương đối lớn. Hơn nữa, chi phí vận chuyển và lệ phí thông quan của nước này cũng cao hơn Việt Nam gấp mấy lần. Bởi vậy, Việt Nam có ảnh hưởng rất lớn đến Campuchia, và có thể nói rằng ở một mức độ nào đó, Việt Nam nắm trong tay huyết mạch kinh tế của Campuchia. Do đó, dự án kênh đào Phú Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Campuchia. Việc xây dựng kênh đào sẽ kết nối trực tiếp thủ đô Phnom Penh với cửa biển ở phía nam Campuchia. Theo kế hoạch, dự án này cho phép 2 tàu chở hàng 3.000 tấn đi qua cùng một lúc. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả vận chuyển của cảng Phnom Penh và làm giảm chi phí hậu cần, mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các khu vực dọc tuyến. Sau khi dự án này hoàn thành, tỷ lệ hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia phải đi qua ngõ sông Mekong của Việt Nam sẽ giảm xuống 10%. Điều này sẽ giúp giảm bớt ảnh hưởng của Việt Nam đối với Campuchia. Ngoài ra, chính phủ Campuchia cũng có kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế xung quanh kênh đào để tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao mức độ đô thị hóa. Và tờ báo này còn phân tích về mặt âm ngữ, tên gọi kênh đào và cổ vũ con kênh này như một giấc mơ phục hưng dân tộc của Campuchia. Và tờ báo này có viết, dự án kênh đào Phú Nam Techo còn gọi là sáng kiến chiến lược quan trọng của chính phủ Campuchia. Kể từ khi con trai Hun Sen là Hun Manet lên nắm quyền thủ tướng, dự án này càng được chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Một trong những lý do khiến Hun Sen xúc tiến dự án kênh đào Techo trước khi rời nhiệm kỳ là bởi ông hy vọng nó sẽ củng cố địa vị chính trị của con trai mình ở Campuchia. Điều đáng nói là, cái tên Phú Nam Techo do chính Hun Sen đặt, nó tượng trưng cho vinh quang lịch sử và sức mạnh quốc gia của Campuchia. Techo thực chất là phiên âm của một từ có nghĩa là đô đốc quân sự cấp cao nhất, canh giữ một phương. Trong tiếng Khmer, tương tự như đại thống đốc thời Trung Quốc cổ đại. Danh từ này có thể bắt nguồn từ hai vị danh tướng sống dưới thời Âu Đông của Khmer cổ vào thế kỷ 17, Techo Met và môn đệ của mình là Techo Ut. Họ đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ lãnh thổ Khmer và chống thù trong giặc ngoại. Hai vị danh tướng này có danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử Campuchia và đến nay vẫn có thể chiêm ngưỡng bức tượng đồng được người dân Campuchia dựng lên để tôn vinh họ tại bến tàu Sisawat ở Phnom Penh. Cái tên Phú Nam cũng khá quen thuộc trong thư tịch cổ Trung Quốc. Nó được nhắc đến lần đầu tiên để chỉ một vương quốc cổ nằm ở bán đảo Đông Dương vào thời đại cổ. Vào thời cổ đại, lãnh thổ của vương quốc này trải dài ở một số khu vực của Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan ngày nay. Ý nghĩa lịch sử của hai từ Techo và Phú Nam cho thấy không đặt tên cho dự án kênh đào này một cách ngẫu hứng. Ở một góc độ nào đó, ý nghĩa của hai từ này cũng thể hiện chức năng quan trọng của kênh đào Phú Nam Techo đối với Campuchia, đảm bảo an toàn giao thông ở Phnom Penh, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam và giúp Campuchia khôi phục lại ánh hào quang trong quá khứ. Hun Sen lựa chọn giao quyền điều hành kênh đào Techo cho công ty Trung Quốc, với mong muốn quyền điều hành sẽ được trao trả cho chính phủ và người dân Campuchia sau 40-50 năm nữa. Hành động này có nghĩa rằng Campuchia sẽ được hưởng lợi từ nó, chứ không phụ thuộc vào khoản vay của Trung Quốc. Mặt khác, dự án này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với Trung Quốc. Sau khi dự án hoàn thành, Trung Quốc có thể đi thẳng từ sông Lan Can tới sông Mekong để đến Thái Lan và Malaysia mà không cần qua Việt Nam, đồng nghĩa với việc vùng nội địa ở Tây Nam Trung Quốc sẽ có thêm một cửa ngõ trực tiếp đi ra biển. Điều này cũng giúp bảo vệ sự an toàn của tàu buôn Trung Quốc trên tuyến đường thủy Malacca, đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc với Thái Lan, Malaysia và các nước ASEAN khác. Campuchia không có đủ tiềm lực kinh tế nên đã tìm đến Trung Quốc. Phía Trung Quốc đồng ý vì đó là vấn đề đôi bên cùng có lợi. Người Campuchia tin rằng dự án này sẽ khiến Campuchia không còn phải phụ thuộc vào kẻ khác nữa, mà kẻ khác ở đây là Việt Nam. Ngay sau khi được công bố, dự án kênh đào giữa Trung Quốc và Campuchia đã vấp phải sự hoài nghi từ mọi phía. Người Việt Nam không mấy lạc quan về điều này, bởi sự vận hành của kênh đào Phú Nam sẽ làm giảm cơ hội vận chuyển hàng hóa từ Phnom Penh và khiến họ mất đi một lượng lớn phí quá cảnh. Phía Việt Nam đã đề xuất phương án xây đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh, nhưng Campuchia không đồng ý. Bên cạnh đó, Mỹ đã phóng đại rằng Trung Quốc sẽ triển khai căn cứ quân sự ở Campuchia và cũng đang cố gắng gieo rắc mối bất hòa giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thông tin về việc Trung Quốc muốn triển khai căn cứ quân sự ở Campuchia đã kích thích sự nhạy cảm của Việt Nam. Nước này đã đồng thời yêu cầu cả Trung Quốc và Campuchia cung cấp toàn bộ thông tin xây dựng của dự án. Qua đó, đánh giá xem liệu nó có gây hại cho hệ sinh thái sông Mekong hay không. Và Việt Nam sẽ chỉ tán thành nếu dự án đáp ứng được các tiêu chuẩn. Phải nói rằng, đây là một sự yêu cầu vô lý. Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia không liên quan đến nước thứ ba, và hai nước này không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin xây dựng. Mặc dù gần đây, Việt Nam thường xuyên đến thăm Trung Quốc và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc trong việc xây dựng các dự án đường sắt cao tốc, nhưng Việt Nam và Mỹ cũng có mối quan hệ thân thiết. Mỹ vẫn luôn lôi kéo Việt Nam và các nước ASEAN để tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc đối với ASEAN. Bộ Thương mại Mỹ đang thảo luận về việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và tăng cường hợp tác với Việt Nam. Vì vậy, khó có thể khẳng định liệu trong tương lai Việt Nam có bị lôi kéo vào cuộc chiến bởi những khoản lợi nhuận của Mỹ hay không. Mới đây, hai tàu chiến Trung Quốc đã tới Campuchia để tham gia cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2024 diễn ra từ giữa đến cuối tháng 5. Đây là cuộc tập trận chung thứ 6 giữa hai nước. Nó đương nhiên không nhắm mục tiêu vào một quốc gia cụ thể nào. Nhưng ngoài việc tăng cường sự hợp tác sâu sắc hơn giữa hai nước, đây cũng được coi là một cú phản kích đối với những yêu cầu từ phía Việt Nam. Ngay từ tháng 12 năm ngoái, hai tàu tiếp 056A của Trung Quốc đã tới Campuchia để tham gia cuộc tập trận chung Campuchia-Trung Quốc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hai tàu tiếp 056A này không về nước mà vẫn neo đậu tại căn cứ hải quân Campuchia. Lần này, Trung Quốc tiếp tục cử đi hai tàu chiến, nâng số chiến hạm có mặt tại Campuchia lên con số 4. Đây là lực lượng hải quân đáng kể ở Đông Nam Á. Sự tham gia của tàu chiến Trung Quốc trong cuộc tập trận chung Trung Quốc-Campuchia lần này không chỉ tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, mà còn truyền đi thông điệp tới thế giới bên ngoài và đánh động một vài quốc gia. Dự án kênh đào này là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, giúp tăng cường mối quan hệ Trung Quốc và ASEAN. Thế giới bên ngoài không thể ngăn cản dự án này. Vâng, trên đây tất cả là những gì mà tờ báo Trung Quốc đánh giá, cho ta thấy một góc nhìn mới. Từ đó cũng lộ ra những âm mưu đứng đằng sau, một âm mưu địa chính trị chia rẽ và cô lập Việt Nam nhằm tách sự ảnh hưởng của Campuchia với Việt Nam. Trong một bài báo khác của Nikkei ASEAN ngày 18 tháng 4 cho biết, không ảnh cho thấy hai chiếc tàu chiến Trung Quốc đã hiện diện tại căn cứ hải quân Bream suốt 5 tháng từ cuối năm 2013. Ngày 3 tháng 12 năm 2013, ông Tiêu Banh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, đã đến thăm các tàu Trung Quốc cùng với Đại sứ Bắc Kinh tại Phnom Penh. CSIS, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, ghi nhận tàu chiến Hải quân Trung Quốc được nhìn thấy cập cảng tại bến tàu mới của Bream, với hình ảnh được ghi lại rõ ràng kể từ khi các tàu này cập cảng lần đầu vào ngày 3 tháng 12. Cựu Thủ tướng Hun Sen liên tục phủ nhận việc Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng Bream làm căn cứ, gọi những kết luận như vậy là vô khống. Con trai ông, Hun Manet, bắt đầu ngồi ghế Thủ tướng từ tháng 8 năm 2013, cũng nhắc lại vào tháng 1 năm 2014 rằng sẽ không có căn cứ quân sự nước ngoài nào trên đất Campuchia vì điều đó trái với hiến pháp. Trong bài viết của ông Sam Rennie, một số nhà phân tích phương Tây tin rằng Bắc Kinh đang hối thúc Campuchia tiến hành dự án kênh đào Phù Nam có chiều rộng lên tới 100 m và độ sâu 5,4 m để Hải quân Trung Quốc có thể sử dụng để tấn công Việt Nam. Vì việc xảy ra xung đột, kênh đào còn cung cấp cho Bắc Kinh một ngả ra biển khi xuất phát từ tỉnh Vân Nam, đồng thời tàu Trung Quốc có thể đi đến tận vịnh Thái Lan. Cần nhấn mạnh, Campuchia không bỏ một xu trong dự án Phù Nam, với ước tính là 1,7 tỷ đô la dự kiến cuối năm 2014 và hoàn thành trong 3 năm. Không nhiều dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở các nước đang phát triển, Campuchia không tốn hoặc vay nợ đồng nào để thực hiện dự án kênh đào Phù Nam, bởi vì nó được làm trên cơ sở xây dựng, vận hành, chuyển giao, BOT, trong đó nhà đầu tư Trung Quốc giữ quyền khai thác, lời ăn lỗ chịu trong 50 năm. Xét về tác hại môi trường và sinh thái, Việt Nam đã bày tỏ lo lắng về kênh đào Phù Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sông Mekong, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Việc phân phối lại các nguồn nước sẵn có là điều phải làm. Tuy nhiên, ông Hun Sen đã từ chối đàm phán với Việt Nam về vấn đề này, nói rằng ông chưa bao giờ ra quyết định sai lầm trong 47 năm qua. Các nhà nghiên cứu tại trung tâm Stimson, một tổ chức tư vấn tại Washington, cho biết Phù Nam sẽ ngăn lũ vào mùa mưa và gây thiệt hại cho các vùng ngập nước, ảnh hưởng đến nông nghiệp lẫn hệ sinh thái lưu vực sông Mekong. Ông Brian Euler, giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc trung tâm Stimson, thậm chí nói dự án kênh đào nhân tạo này có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài đồng bằng sông Cửu Long. Cảnh báo của ông không phải không có căn cứ. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2020, trong một hội nghị chuyên đề do Diễn đàn Môi trường Mekong, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Cần Thơ, tổ chức trực tuyến, nhà nghiên cứu Philip Minderhaus và sở tờ Islamic Arab thuộc Đại học Hà Lan đã chia sẻ kết quả cuộc nghiên cứu kéo dài 6 năm của họ. Nghiên cứu của họ cho thấy đến 5% lượng nước ngập mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long là do biến đổi khí hậu. Thủ phạm chính xác hơn là hệ thống thủy điện Trăng Trịt. Hai nhà nghiên cứu khẳng định các con đập ở thượng nguồn là nguyên nhân, khiến cung cấp trầm tích của đồng bằng sông Cửu Long giảm hơn 90%. Trong thực tế, Mekong hấp hối từ lâu đã là tiếng chuông được dương lên nhiều lần bởi dòng sông Cửu Long, chịu ảnh hưởng mạnh bởi kênh Phù Nam là những nơi nằm dọc sông Tiền và sông Hậu, trong đó có An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Ông Lê Anh Tuấn, cựu phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ, khẳng định do tác động của kênh Phù Nam, sự thiếu hụt nước ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ trầm trọng hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một nửa diện tích canh tác của các vùng lãnh thổ vào mùa khô. Vậy âm mưu của Trung Quốc muốn sử dụng kênh đào Phù Nam là gì? Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng kênh đào Phù Nam đang trở thành đường dẫn quân sự cho Trung Quốc. Việc Bắc Kinh nuốt chửng Campuchia và biến bờ Đông Bến thành chư hầu đã không còn là chuyện bí mật từ nhiều năm nay. Bờ Đông Bến đã vào vòng tay của Bắc Kinh. Campuchia không chỉ lệ thuộc Bắc Kinh vào kinh tế, mà còn cho phép họ trở thành một phần trong chiến lược của Trung Quốc. Việc thành lập căn cứ Hải quân Trung Quốc ở Campuchia được xem như tiền đồn thứ hai ở nước ngoài của Trung Quốc và là căn cứ đầu tiên ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc. Nó là một phần trong chiến lược xây dựng mạng lưới cơ sở quân sự trên khắp thế giới nhằm hỗ trợ tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất của Trung Quốc hiện nay được đặt ở Djibouti, Đông Châu Phi. Bắc Kinh bắt đầu dòm ngó Campuchia như một căn cứ quân sự từ năm 2019, và đó là thời điểm họ bí mật xây một cơ sở hải quân ở phía Bắc, căn cứ hải quân Ream của Campuchia. Mặc dù Campuchia luôn lên tiếng phủ nhận nhưng lại không trả lời một cách rõ ràng. Ban đầu họ nói không có Trung Quốc, nhưng sau khi bị phanh phui có sự góp mặt của tàu chiến Trung Quốc, họ lại nói Trung Quốc giúp sửa chữa một phần. Sau đó thì lộ ra rằng tất cả kinh phí đều do Trung Quốc tài trợ. Campuchia tuyên bố không để nước khác đặt căn cứ quân sự vì vi phạm hiến pháp của họ, nhưng lại cải tạo quân cảng Ream khiến chiến hạm, tàu sân bay cũng có thể vào neo đậu. Chính vì Campuchia không có trả lời rất rõ ràng, vậy nên đem lại sự nghi ngờ lớn cho các nước xung quanh, đặc biệt là Việt Nam. Một tổn thất khác đối với Việt Nam là ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là đối với Campuchia. CBRC, một trong những công ty nhà nước khổng lồ của Trung Quốc, đã ký thỏa thuận với chính phủ Campuchia để đầu tư vào dự án thông qua một hợp đồng xây dựng, vận hành, chuyển giao BOT. Các khoản đầu tư BOT trước đây của Trung Quốc vào Campuchia cho thấy các công ty Trung Quốc sẵn sàng tài trợ và chấp nhận rủi ro khi thực hiện dự án. Theo hợp đồng về kênh Phú Nam, công ty Trung Quốc sẽ quản lý kênh, bao gồm cả việc bảo trì và thu lợi nhuận từ việc thu phí đi qua kênh. Công ty Trung Quốc sẽ chuyển giao quyền quản lý kênh cho chính phủ Campuchia. Sau một thời gian khoảng 40 đến 50 năm, kênh đào Phú Nam sẽ là một trong nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Trung Quốc tại Campuchia. Những khoản đầu tư này đã làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc kinh tế bất cân xứng của Campuchia với Trung Quốc. Campuchia cần Trung Quốc để duy trì tăng trưởng kinh tế. Điều này đã được chứng minh rõ trong đại dịch Covid-19, khi dòng chảy thương mại giữa các quốc gia bị hạn chế. Ngành dệt may Campuchia đã hứng đòn chí mạng do Trung Quốc không thể cung cấp nguyên liệu thô cho Campuchia. Tương tự, đại dịch đã khiến một số nhà đầu tư Trung Quốc rút khỏi các dự án mà họ đang phát triển ở Campuchia. Chẳng hạn như dự án sân bay rộng 300 hectare ở Mondulkiri, nơi việc xây dựng vẫn bị trì trệ cho đến ngày nay, do Campuchia vẫn chưa tìm được nhà đầu tư mới. Sự phụ thuộc kinh tế của Campuchia vào Trung Quốc có thể được chuyển hóa thành ảnh hưởng chính trị, thuyết phục Campuchia hỗ trợ Trung Quốc trong các vấn đề khu vực và quốc tế song phương tại các diễn đàn khu vực. Trong đó bao gồm vấn đề yêu sách trên Biển Đông, chống lấn giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có vùng chống lấn lớn nhất với Trung Quốc. Nếu căng thẳng ở Biển Đông trở nên nguy hiểm, Việt Nam có lẽ sẽ cần quan tâm nhiều hơn đến nước láng giềng phía Tây của mình. Nhìn chung, kênh đào Phú Nam là một trường hợp điển hình, cho thấy Việt Nam đang mất đi phạm vi ảnh hưởng truyền thống ở Campuchia. Lợi ích kinh tế của Campuchia vẫn gắn bó chặt chẽ với Việt Nam, vốn là đối tác chiến lược đặc biệt của Campuchia. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia, chỉ sau Trung Quốc, và thương mại giữa hai nước láng giềng đã vượt 6 tỷ USD vào năm 2023. Tuy nhiên, kênh đào mới có thể gây ra rạn nứt giữa hai nước trong bối cảnh sự phân cực khu vực ngày càng gia tăng. Mới đây, trên mạng xã hội Hỏi Đáp Trung Quốc đã đăng tải một câu hỏi như sau: quốc gia Đông Nam Á nào có mối quan hệ tốt nhất với Trung Quốc và quốc gia nào có mối quan hệ tồi tệ nhất? Rất nhanh sau đó, rất nhiều người đã vào trả lời câu hỏi này. Có người nói rằng Lào, Campuchia và Myanmar là ba nước có quan hệ tốt nhất với Trung Quốc. Nhưng một số người thì lên tiếng vạch trần sự thật về Hun Sen và nói với người Trung Quốc rằng Campuchia không hẳn nghiêng về phía Trung Quốc như mọi người nghĩ. Còn khi nói về các nước khác, đa số người Trung đều nói tất cả đều có quan hệ bình thường. Riêng Singapore là nước có khả năng trở thành kẻ thù nhất. Chỉ có Việt Nam là nước đặc biệt nhất. Vậy đặc biệt như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Mối quan hệ tốt nhất giữa Campuchia và Trung Quốc là Hoàng gia. Nhưng Hoàng gia hiện tại có rất ít quyền lực, cũng như thực sự có rất ít ảnh hưởng đối với Campuchia. Vị vua thực sự của Campuchia là Hun Sen. Bên ngoài, Hun Sen rất thân thiết với Trung Quốc vì ông ấy cần sự hỗ trợ và đầu tư của Trung Quốc. Trên thực tế, sự ủng hộ trung thành thực sự của Hun Sen là Nhật Bản và Hoa Kỳ. gia đình Hun Sen sẽ cùng nhau đến Nhật Bản sống. Còn con trai Hun Sen tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Mỹ và sau này kế vị ông. Thời gian cầm quyền lâu dài của Hun Sen ở Campuchia không bị Mỹ chỉ trích nhiều. Có lẽ vì Mỹ có thể kiểm soát được ông. Tôi luôn cảm thấy rằng nếu gia đình Hun Sen vẫn nắm quyền ở Campuchia thì Campuchia sẽ không thể thực sự thân với Trung Quốc. Nói về Việt Nam, tôi luôn cảm thấy Việt Nam là nước mà Trung Quốc cần phải hợp tác và duy trì mối quan hệ tốt nhất. Tuy người Việt Nam có thái độ rất phức tạp đối với Trung Quốc. Một mặt, họ chống Trung Quốc vì tranh chấp lãnh thổ, nhưng vì những trao đổi về lịch sử và văn hóa, quốc gia này chú ý đến Trung Quốc nhất và cũng gần gũi với Trung Quốc nhất. Tôi cho rằng nếu Trung Quốc muốn nỗ lực xuất khẩu văn hóa thì Việt Nam chắc hẳn là phù hợp nhất. Vì người Việt Nam dễ tiếp thu văn hóa Trung Quốc, nên tôi nghĩ có thể từ từ bồi dưỡng dư luận viên ở Việt Nam có lợi cho Trung Quốc trên quy mô lớn hơn. Có thể cố gắng nuôi dưỡng phe Việt Nam thân Trung Quốc. Còn Thái Lan, đây là quốc gia gần gũi với Trung Quốc và chính Trung Quốc mới có thể mang lại nguồn thu cho du lịch Thái Lan. Thái Lan là quốc gia đặc biệt ưa thích Nhật Bản và Mỹ. Vì lý do này, Thái Lan khó có thể hoàn toàn theo phe Trung Quốc. Mọi người có nghe rõ âm mưu của người Trung Quốc này không? Họ đang muốn nuôi dưỡng dư luận viên ở Việt Nam. Nếu mọi người để ý, thì video nào của admin cũng có vài tiểu phấn hồng và bình luận. Và cái kết là bị anh chị em Việt Nam phản biện cho không kịp thở. Nói gì là ngóc đầu lên. Ở dưới câu trả lời này có một số bình luận như sau. Chính sách hiện nay của Trung Quốc là dịch lại gần Campuchia, Lào và duy trì mối quan hệ bình thường với Việt Nam. Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của các bạn. Đừng nói nhảm, trong các nước ASEAN, Campuchia có mối quan hệ thân thiết nhất với Trung Quốc. Tại sao chúng ta phải bồi dưỡng lực lượng thân Trung Quốc? Nếu nước láng giềng không bị thuyết phục và khiêu khích, họ phát động chiến tranh. Sau đó chúng ta sẽ dùng lý do tự vệ và mở đất rộng thêm 3.000 dặm. Bạn đang nói về điều gì vậy? Đang mơ sao? Đến bây giờ bạn vẫn còn ảo tưởng về Việt Nam sao? Hãy nghĩ đến Hồng Kông và Đài Loan. Tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ chống Trung Quốc còn nhiều hơn châu Âu và Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có Singapore và Malaysia. Càng cao thì càng chống Trung Quốc. Campuchia muốn xây kênh đào nhưng Việt Nam không đồng ý. Nếu không có Trung Quốc thì họ có dám làm không? Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn. Chừng nào Việt Nam còn là láng giềng của Campuchia thì chính sách thân Trung Quốc của Campuchia là chính sách hàng đầu của họ. Ý tưởng của bạn quá trẻ con. Làm sao có thể nuôi dưỡng phe phái thân Trung Quốc ở Việt Nam? Việt Nam không phải là Campuchia. Họ không thích Trung Quốc, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ. Hầu hết tất cả phụ nữ trẻ đều yêu thích Trung Quốc. Họ nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, du lịch đến Trung Quốc và du học ở Trung Quốc. Ngược lại, việc đàn ông Việt Nam thân Trung Quốc là điều không thể xảy ra. Đừng tự hào và đừng ảo tưởng. Chỉ một số nơi ở miền Bắc, một số cô gái trẻ ủng hộ Trung Quốc. Còn những người xung quanh ở thành phố Hồ Chí Minh và ở phía Nam thì họ thích Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn Trung Quốc ở đó không có xếp hạng. Để người Việt Nam yêu thích Trung Quốc rất khó vì hai nước có xung đột về lãnh thổ và lịch sử không thể hòa hợp. Để tôi nói cho các bạn nghe, doanh nhân Việt Nam đều ghét Trung Quốc. Khi chúng tôi đi triển lãm và tham quan, họ hỏi chúng tôi là người Hàn hay người Nhật. Khi nghe nói tôi là người Trung Quốc, họ tỏ thái độ và miễn cưỡng tiếp đón. Singapore có khả năng trở thành kẻ thù của Trung Quốc nhất vì đất này thân Mỹ. Tôi nghĩ Singapore hiểu rất rõ nguyên tắc ôm lấy Trung Quốc, sẽ không trở thành quốc gia thù địch với Trung Quốc. Đây là quốc gia có thể chinh phục được. Ngược lại, Việt Nam có ác cảm sát với Trung Quốc vì lý do lịch sử, nhưng quả thực mối quan hệ giữa hai nước rất tốt. Nước có mối quan hệ tốt nhất là Lào. Rất đơn giản, vì đường sắt được mở ở đó. Ở đâu có đường sắt xây dựng, ở đó sẽ có bạn bè. Đối với Indonesia, điều đó không được tính vì nó không được kết nối với Trung Quốc. Nước Lào, đất nước này có rất ít giá trị và Trung Quốc sẽ không dành nhiều tâm huyết cho Lào. Đường sắt Trung Quốc-Lào giống như một con dao. Chức năng của nó là chia cắt bán đảo Đông Dương và tạo ra một ống hút ở Trung Quốc. Thân thiện nhất, gần như đồng minh, Lào-Campuchia về mặt chính trị, quân sự và ngoại giao đã hoàn toàn hướng về phía Trung Quốc. Một đất nước vừa yêu vừa ghét đó là Việt Nam. Singapore và Philippines, cả hai nước này đều có căn cứ cho quân đội Mỹ. Đồng thời, giới quân sự và chính trị của cả hai nước đều bị các phe phái thân Mỹ kiểm soát, khiến họ dễ quay sang làm kẻ thù. Quốc gia có mối quan hệ tốt nhất và lâu dài nhất với Trung Quốc là Việt Nam, và Việt Nam cũng có mối quan hệ tồi tệ nhất với Trung Quốc. Nước có mối quan hệ tốt nhất là Campuchia, Không còn nghi ngờ gì nữa về điều này. Campuchia và Trung Quốc có mối quan hệ tốt đẹp và có lịch sử lâu đời. Đây là di sản ngoại giao mà thế hệ trước để lại. Campuchia đang bị Việt Nam và Thái Lan đe dọa. Và Trung Quốc là quốc gia duy nhất có khả năng và sẵn sàng bảo vệ Campuchia. Toàn bộ chính phủ Việt Nam có tình cảm dân tộc mạnh mẽ từ trên xuống dưới. Vì lý do lịch sử, cả nước có sự phản kháng mạnh mẽ đối với Trung Quốc. Việc loại bỏ tâm lý đối đầu này không phải ngày một ngày hai, mà cần sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Việt Nam là quốc gia khó khuất phục nhất ở Đông Nam Á. Lào là một trong những quốc gia thân với Trung Quốc ở Đông Nam Á. Còn Campuchia, quan chức cực kỳ thân với Trung Quốc, nhưng họ có âm mưu và muốn lợi dụng sự đầu tư của Trung Quốc. Việt Nam có thái độ thù địch, nhưng những năm gần đây đã chuyển sang trung lập, thậm chí bắt đầu hợp tác với Trung Quốc. Thái độ của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc là không tốt. Mối quan hệ có tốt hay không phụ thuộc vào việc họ có phải là bạn bè thực sự hay không. Hãy nhìn vào những quốc gia mà Trung Quốc bán vũ khí. Vũ khí là một phần mở rộng của chính trị. Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều mua vũ khí và trang thiết bị của Trung Quốc. Còn Việt Nam thì không. Hoặc các bạn có thể nhìn vào tình hình Biển Đông. Vấn đề lớn nhất là ở Philippines và Việt Nam. Không cần phải nói, Singapore gần như là đồng minh của Hoa Kỳ. Hơn nữa, Đông Nam Á không phải là một khối thống nhất. Tất cả đều cảnh giác lẫn nhau. Những nước có quan hệ tốt gồm có Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Cụ thể, Lào chắc chắn có mối quan hệ tốt nhất với cả quan hệ chính thức và phi chính phủ đều tương đối tốt. Mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc không tệ, nhưng giới tinh hoa như Hun Sen lại là những người cơ hội biết lợi dụng. Ở đâu có nhiều người Trung Quốc thì mối quan hệ sẽ trở nên tồi tệ hơn vì người Trung Quốc đôi khi kiêu ngạo nên sẽ bị người khác phân biệt đối xử. Tốt nhất là Campuchia, Lào cũng tốt, nhưng Liên minh Việt-Lào là quốc sách của hai nước. Đó là tảng đá nhánh đường Trung Quốc. Thái Lan ổn nhất vì họ đã mua rất nhiều vũ khí của Trung Quốc. Nhưng giống như Pakistan, nước này cũng là đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ. Một đánh giá sai lầm nghiêm trọng là Singapore. Nhìn bề ngoài, Singapore không thân thiện lắm, nhưng thực tế lại rất thân thiện. Chiến lược ngồi trên hàng rào chỉ là một lựa chọn để sinh tồn vì đất nước quá nhỏ. Việc Lào và Campuchia có phải là đồng minh cốt lõi hay không có thể tiếp tục được thảo luận, nhưng có thể khẳng định họ có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Tuyến đường sắt thủ đô Lào đã được xây dựng đến tận Côn Minh là đủ để chứng minh. Hầu hết các nước nhỏ chỉ có thể lắc lư trong cuộc đấu tranh giữa các nước lớn. Trong lịch sử lâu dài, Hàn Quốc và Nhật Bản từng là nước chư hầu của Trung Quốc. Còn bây giờ Hàn Quốc và Nhật Bản theo một nghĩa nào đó là em trai của Mỹ, nhưng vẫn là em trai của Trung Quốc. Và các nước ở Đông Nam Á cũng vậy. Tôi đã xem một cuộc thăm dò cách đây không lâu. Philippines và Việt Nam là những quốc gia chống Trung Quốc nhiều nhất. Nhưng Indonesia thì tốt hơn. Nhưng khi có trận chiến với Mỹ, chúng ta phải lôi kéo Việt Nam. Vị trí của nước này rất quan trọng. Việt Nam quả thực chịu ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Trung Hoa. Không chỉ văn hóa cổ đại mà cả văn hóa thời hiện đại. Có một số vlogger vùng Đông Bắc Việt Nam nói họ yêu Trung Quốc và muốn đến Trung Quốc sinh sống. Thế lực truyền thống ở Lào và Campuchia là Việt Nam. Hai nước này chỉ đang cố gắng cân bằng hai bên mà thôi. Họ đối xử với Trung Quốc bằng sự tôn trọng hơn là chân thành. Lào thì tốt hơn vì nó giáp với chúng ta. Nhưng Campuchia thực sự phụ thuộc vào Việt Nam. Những năm gần đây, Campuchia cũng cởi mở hơn trong quan hệ với chúng ta và ngày càng phụ thuộc vào chúng ta. Về phần Đông Timor, tuy không gần biên giới, nhưng việc Trung Quốc giúp thành lập đất nước này đã tạo ra một mối ân huệ lớn. Nhiều người không tin và cho rằng Việt Nam thù địch với Trung Quốc. Đây là chuyện cũ. Hiện tại hai nước đang có mối quan hệ rất tốt. Phía trên là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc. Suốt thời gian qua, Campuchia và Việt Nam đã đưa ra những quan điểm khác nhau về việc xây dựng kênh đào Phù Nam Techco trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong khi Việt Nam lên tiếng phản đối về việc thi công dự án ấy, thì Campuchia lại nói rằng con kênh của mình sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả. Vậy nên, nước mình không cần phải bàn luận thêm với nước bạn về vấn đề này. Để rồi, mới đây Campuchia thông báo sẽ khởi công kênh đào Phù Nam Techco vào ngày 5 tháng 8 năm 2024. Nó khiến cho hai nước tiếp tục đấu khẩu nhau không ngừng. Tuy nhiên, mới đây một trang tin quốc tế được nhiều người theo dõi đã cho rằng Việt Nam có phần lép vế hơn Campuchia trong cuộc chiến truyền thông. Chính vì thế mà đất nước hình chữ S đành ngậm ngùi nhìn người láng giềng của mình xây dựng con kênh có thể gây hại lớn đến nước nhà. Vậy cụ thể hơn, trang tin trên đã nói gì về vấn đề gây sốt và liệu rằng đây có phải là sự thật hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video clip dưới đây. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, ngay từ những dòng đầu tiên bài viết được đăng tải trên trang tin với tiêu đề Kênh đảo Phú Nam Techco Campuchia khởi công ngày 5/8, Việt Nam lép vế trên mặt trận truyền thông đã đi thẳng vào vấn đề như sau. Theo tờ báo Khmer Times, sáng thứ Năm ngày 6/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chính thức thông báo trên hàng loạt những kênh truyền thông trong và ngoài nước rằng ngày 5/8/2024, nước mình sẽ động thổ kênh đảo Phú Nam Techco. Phát biểu tại lễ khai trương cảng Đà Nẵng Campuchia, ông Hun Manet kêu gọi tất cả mọi người đồng tâm ủng hộ đại dự án này. Trước đó, tờ Khmer Times tường thuật rằng vào hôm 17 tháng 5, Thủ tướng Hun Manet đã khẳng định siêu dự án Phú Nam Techco sẽ do các đối tác Trung Quốc xây dựng theo hợp đồng BO. Trong đó thì tập đoàn cầu đường Trung Quốc China Road and Bridge Corporation được xác nhận là công ty thực hiện việc nghiên cứu tính khả thi của dự án và cũng là công ty đầu tư vào kênh đảo. Đến ngày 30 tháng 5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tiếp tục tuyên bố sẽ khởi công xây dựng kênh đảo Phú Nam Techco vào tháng 8. Thông báo mới nhất của ông Hun Manet được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có 4 lần chính thức lên tiếng về dự án và đề nghị Campuchia cung cấp thêm thông tin để có thể thẩm định đầy đủ về các vấn đề liên quan đến các tác động môi trường của con kênh. Và gần nhất là ngày 23 tháng 5, nhân vụ ông Hun Sen yêu cầu chính quyền Campuchia phối hợp với Việt Nam điều tra người dùng TikTok bình luận chửi bới ông bằng tiếng Việt. Việt Nam đã đưa ra tiếp yêu cầu. Nhìn chung, các tuyên bố chính thức của Việt Nam đều thông qua Bộ Ngoại giao, trong đó không có những quan chức hàng đầu của chính phủ như Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng xuất hiện trong truyền thông quốc tế để tuyên bố cụ thể bất kỳ điều gì liên quan đến dự án, như Campuchia đã làm. Thay vào đó, Việt Nam luôn lấy tiếng nói chung để khẳng định rằng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với Campuchia xuyên suốt trong nhiều thập kỷ, để nhắc nhở láng giềng dường như Việt Nam đang nỗ lực tối đa để tránh bùng nổ căng thẳng với Campuchia, người vốn đang trở thành một đồng minh sắt son nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á hiện nay. Truyền thông nước nhà của Việt Nam chỉ thật sự vào cuộc sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lần đầu tiên đưa ra tuyên bố chính thức về dự án vào ngày 11 tháng 4. Ví dụ như loạt bài của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh gần đây với sự tiếp cận vấn đề từ góc độ luật quốc tế cùng những lo ngại về tác động của dự án. Còn trong bài viết mới đây, bản tiếng Việt được đăng trên chuyên trang Nghiên cứu Quốc tế hôm 27 tháng 5. Bản tiếng Anh được đăng trên trang Fulcrum thuộc Viện Nghiên cứu ICE Yusof Ishak. Tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn, cựu Chủ tịch Hội luật quốc tế Việt Nam và Vụ trưởng Vụ luật pháp và điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao Việt Nam, viết rằng trong bối cảnh còn có những khác biệt trong việc đánh giá tác động của dự án kênh đảo Phú Nam Techco, tôi hy vọng hai nước sẽ tiếp tục làm việc với nhau trên tinh thần minh bạch, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, bằng sự thấu hiểu để vun đắp tình làng nghĩa xóm, duy trì sự ổn định và phát triển lâu dài của quan hệ song phương, không để con kênh chia đôi bờ trong quan hệ hai nước. Bài viết này thiên về các thông điệp chính trị, những lời kêu gọi cảm tính, mà thiếu các đánh giá lý tính cần có bởi các chuyên gia hàng đầu. Có thể thấy hai luồng ý kiến chính của Việt Nam hiện nay là một bên thẳng thắn đề cập quan ngại, yêu cầu được cung cấp thông tin chi tiết về dự án và yêu cầu điều tra độc lập các tác động môi trường của nó. Một bên là liên tục nhấn mạnh về nghĩa tình trong quan hệ Việt Nam-Campuchia từ trước đến nay. Vì vậy, trang tin quốc tế cho rằng cuộc chiến trên mặt trận truyền thông về dự án Phú Nam Techco đang tiếp diễn với sự tham gia của các quan chức cấp cao Campuchia. Trong khi đó, phía Việt Nam dường như có phần lép vế hơn rất nhiều khi thiếu đi điều này. Vâng, đúng là chúng ta không thể nào phủ nhận rằng thời gian qua phía Campuchia đã có những chiến thuật truyền thông khá bài bản để bảo vệ cho dự án Phú Nam Techco. Theo đó, nhiều quan chức hàng đầu Campuchia đã lên tiếng mạnh mẽ trên các kênh truyền thông quốc tế và mạng xã hội để vận động cũng như thuyết phục thế giới ủng hộ cho dự án kênh đảo của nước mình. Dễ thấy như ông Hun Sen, ông Hun Manet và ông Chan Thur thường xuyên cập nhật thông tin về dự án Phú Nam Techco trên Facebook cá nhân và thậm chí là trước cả báo chí. Trong đó, cựu Thủ tướng Hun Sen hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia và cũng là một chính trị gia hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Tài khoản Facebook của ông Hun Sen hiện có 14 triệu lượt theo dõi. Còn ông Hun Manet thì có vẻ khiêm tốn hơn, nhưng cũng có đến 1,4 triệu lượt theo dõi. Riêng Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chadhorn có gần 60.000 lượt theo dõi trên Facebook. Không chỉ hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội, gần đây nhất, ông Hun Chadhorn còn xuất hiện nhiều lần trước truyền thông nước ngoài để nói về kênh đào Phù Nam Teku, chẳng hạn như bài viết được đăng ở mục quan điểm trên trang Nikkei Asia vào ngày 25 tháng 5. Ông Sun Chadhorn đã đưa ra những đánh giá tốt đẹp và lạc quan về dự án đầy tham vọng của Campuchia và hầu như không đưa ra bất kỳ điểm nào ở dự án, khiến Việt Nam phải quan ngại. Việc nhà lãnh đạo Campuchia chọn Nikkei Asia để truyền đi thông điệp chính thức bằng tiếng Anh cho thấy sự tính toán kỹ càng của chính phủ nước này. Bởi vì Nikkei Asia được biết đến như là kênh truyền thông chuyên về kinh tế, tài chính, chính sách uy tín hàng đầu thế giới, và đặc biệt là về các nội dung quan trọng liên quan đến khu vực châu Á hiện giờ. Ngoài ra, các chuyên gia Campuchia cũng thường xuyên lên tiếng bênh vực dự án của nước nhà trên những chuyên trang tin tức bằng tiếng Anh như The Diplomat. Họ liên tục bác bỏ những quan ngại của Việt Nam về kênh đào ở các khía cạnh quân sự và môi trường. Trong khi đó, Việt Nam chỉ đưa ra những phát ngôn cũng như những yêu cầu liên quan đến dự án Phù Nam Teco thông qua Bộ Ngoại giao và các kênh báo chí nhà nước. Bên cạnh đó là tiếng nói của các chuyên gia, phân tích lão làng. Hầu như không có bất kỳ nhà lãnh đạo nào của đất nước hình chữ S đứng ra tuyên bố về vấn đề này trước các phương tiện truyền thông chính thống. Hơn thế nữa, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng không có trang Facebook cá nhân hay bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào để đăng tải bài viết lên đó như các nhà lãnh đạo Campuchia. Điều này đã khiến cho độ phủ sóng của những người đứng đầu chính phủ Việt Nam bị hạn chế ít nhiều trước cộng đồng quốc tế sử dụng mạng xã hội phổ thông. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng Phù Nam Teco là một dự án mang tính quốc tế. Nó không chỉ ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, mà còn ảnh hưởng lớn đến những quốc gia gắn liền với con sông Mekong. Vậy nên, chuyện Việt Nam đưa ra những phát ngôn thông qua Bộ Ngoại giao là phù hợp với quy tắc ứng xử quốc tế. Nói cách khác, các phát ngôn mà Việt Nam đưa ra thông qua Bộ Ngoại giao xuất phát từ quan điểm quốc gia, khu vực, chứ không phải là quan điểm cá nhân của bất kỳ một ai. Và nếu so với sức nặng, thì những tuyên bố kiểu này trên các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều so với những gì mà các quan chức Campuchia gào thét trên mạng xã hội. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải lưu ý đến thái độ của Việt Nam khi nêu bật các quan ngại về dự án của Campuchia. Rõ ràng, đất nước hình chữ S đã dùng một thái độ hòa nhã, lịch sự vô cùng. Nó cho thấy rằng chính phủ Việt Nam đã giữ được sự bình tĩnh rất cao trong vụ việc dễ gây bức xúc, và qua đó cho thấy được các nhà lãnh đạo Việt Nam là những người tri thức, hiểu biết, có lối hành xử chừng mực, chứ không quá manh động như những người đứng đầu Campuchia hiện giờ. Các bạn thân mến, chuyện Campuchia giục xây dựng kênh đào Phù Nam Teco đã khiến cho Việt Nam đứng ngồi không yên suốt thời gian qua, bởi vì nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đời sống kinh tế xã hội của đất nước hình chữ S theo hướng rất sâu rộng. Chính vì thế mà Việt Nam đã lên tiếng phản đối và đề nghị Campuchia cùng mình bàn thảo thêm về việc xây dựng kênh đào này. Đáp lại Việt Nam, Campuchia chỉ giải thích qua loa rằng kênh đào Phù Nam Teco không mang đến ảnh hưởng xấu như những gì mà Việt Nam nói, và rằng Campuchia không cần thiết phải thảo luận thêm với bất kỳ nước nào trong khu vực về việc triển khai dự án của mình. Thế nhưng mới đây, trang tin uy tín của Trung tâm Nghiên cứu Steamship đã đưa ra bằng chứng thép về chuyện Campuchia phạm luật với Việt Nam. Nó đã đập tan luận điệu xảo trá của nước này, khiến họ phải á khẩu. Còn nhà tài trợ chính cho dự án là Trung Quốc cũng phải đứng hình hồi lâu. Vậy cụ thể hơn, Steamship đã đưa ra những bằng chứng hùng hồn gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số ngày hôm nay. Các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo của kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Các bạn thân mến, trước sự ngoan cố của Campuchia trong việc xây dựng kênh đào Phù Nam Teco, trang tin Steamship đã cho đăng tải hàng loạt những bằng chứng thuyết phục cho thấy nước này đang vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Mekong năm 1995 và phạm luật với cả Việt Nam. Trong bài viết có tiêu đề "Tác động của kênh đào Phù Nam Teco của Campuchia và ý nghĩa đối với hợp tác Mekong", chúng tôi xin trích dẫn chi tiết như sau. Hiện tại, Tài liệu duy nhất nêu rõ chức năng, tác động và kế hoạch xây dựng chi tiết của dự án Phú Nam Techco là tài liệu thông báo của Ủy ban Sông Mekong Campuchia ngày 8 tháng 8 năm 2023 gửi cho Ủy hội Sông Mekong. Tuy nhiên, MRC vẫn chưa tham gia đánh giá ở mức độ phù hợp vì CNMC đã xác định sai dự án Phú Nam Techco là dự án phụ lưu, mặc dù con kênh này rõ ràng nối liền với hai nhánh hoặc là hai luồng của dòng chính Mekong. Nói cách khác, theo định nghĩa chung, một nhánh sông không thể mang theo dòng nước chính. Vậy nên cựu Thủ tướng Hun Sen đã công khai tuyên bố rằng kênh đào này không nối với dòng chính sông Mekong, bất kể kênh Ba Giác được xác định như thế nào. Nhưng các bản thiết kế kênh đào do CNMC đệ trình đều chứng minh tuyên bố trên là không chính xác. Nó đồng nghĩa rằng kênh Phú Nam Techco là dự án dòng chính, chứ không phải là phụ lưu. Theo Điều 5 của Hiệp định Mekong, nó yêu cầu bên triển khai bất kỳ dự án dòng chính hay làm thay đổi dòng chính nào cũng đều phải tham vấn trước với các bên có liên quan. Thế nhưng Campuchia lại cố ý xác định nó là dự án phụ lưu để tránh các quy trình tham vấn trước của Hiệp định Mekong năm 1995. Nước này vội vàng khởi công xây dựng kênh Phú Nam Techco mà không yêu cầu đánh giá kỹ thuật, cũng như đánh giá các quy trình khác có thể cải thiện thiết kế và cách thức vận hành kênh. Tiếp theo, tài liệu thông báo nêu rõ rằng dự án sẽ không có tác động đáng kể đến dòng chảy hàng ngày và lượng dòng chảy hàng năm của hệ thống sông Mekong. Nó cũng đề cập đến hệ thống khóa dẫn nước, giúp ngăn nước rời khỏi dòng chính sông Mekong và chảy vào kênh Ba Giác. Hệ thống này cũng được thiết kế để ngăn nước chảy từ khu vực sông Mekong vào Vịnh Thái Lan. Nếu được quản lý và vận hành hợp lý, hệ thống cửa Âu thực sự có thể ngăn chặn dòng chảy đáng kể từ dòng chính sông Mekong và mực nước sông ở hạ lưu Việt Nam có thể bị ảnh hưởng thấp nhất. Tuy nhiên, việc đưa các nỗ lực giảm thiểu tác động của các ô tàu vào thiết kế hiện tại của kênh không tạo ra con đường cho CNMC lách luật Hiệp định Mekong năm 1995 vì kênh Phú Nam Techco có khả năng chuyển nước từ lưu vực sông Mekong đến các cửa sông ven biển Campuchia. Điều này được coi như là một sự chuyển dòng giữa các lưu vực sông. Nhưng Điều 5 của Hiệp định Mekong năm 1995 nêu rõ tất cả các dự án chuyển dòng ra ngoài lưu vực đều phải được tham vấn trước của MRC. Mặt khác, trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 9 tháng 4 năm 2024, cựu Thủ tướng Hun Sen đã viết về kênh Phú Nam Techco rằng cơ sở hạ tầng quan trọng này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nông nghiệp bằng cách cung cấp nước cho quá trình canh tác cây trồng. Điều này cũng được đề cập trong các bài báo truyền thông khác được viết bởi tác giả Campuchia. Ngoài ra, lợi ích thủy lợi của kênh Phú Nam Techco cũng đã được thảo luận trong một cuộc phỏng vấn video bằng tiếng Anh của Phó Thủ tướng Sun Chathorn vào ngày 1 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, tài liệu thông báo của CNMC không đề cập đến lợi ích thủy lợi và nông nghiệp trong phần có tiêu đề tác động tích cực của con kênh quy mô. Mặc dù kênh cấp 2, cấp 3 được xây dựng nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho tưới tiêu nông nghiệp, được xem như là một phần của thiết kế kênh chính, nhưng chúng không được cung cấp trong bản thiết kế dự án, được gửi dưới dạng tệp đính kèm với tài liệu thông báo CNMC. Đơn giản là vì nếu kênh chính và kênh phụ được xây dựng với mục đích tưới tiêu, thì đôi khi chúng sẽ sử dụng nhiều hơn mức 3 mét khối trên giây của dòng chính Mekong và kênh Ba Chất, cũng là dòng chính thứ hai được nêu trong tài liệu thông báo của CNMC. Như vậy, mối lo ngại của Việt Nam về việc sông Mekong bị mất đi dòng chảy ở hạ lưu sông, cũng như là ở đồng bằng sông Cửu Long của mình là hoàn toàn chính đáng. Hơn nữa, kênh Phú Nam Techco đi qua một vùng ngập lũ suốt vài tháng trong mùa mưa. Vậy nên, việc cho rằng nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu chủ yếu được lấy từ sông Mekong trong mùa khô là hoàn toàn hợp lý. Theo Điều 5 của Hiệp định Mekong năm 1995 nêu rõ việc sử dụng dòng chính của lưu vực sông Mekong vào mùa khô phải được MRC tham vấn trước, cũng như phải được mang ra thỏa thuận cùng với các quốc gia thành viên MRC. Tiếp đến là các phân tích không gian địa lý cho thấy kênh Phú Nam Techco sẽ mở rộng nhiều con kênh khó đê thấp hiện có và cắt ngang các vùng đồng bằng ngập nước, cũng như các vùng nông thôn không có kênh hoặc là đường thủy nội địa. Các con đê thấp hiện tại cho phép dòng chảy tự nhiên của các đợt lũ lớn trong mùa mưa đi qua. Vậy nên chúng ta có thể suy luận từ tài liệu thông báo rằng để ngăn chặn kênh hai làn xe, các âu thuyền và cửa cống liên quan khỏi bị hư hại do lũ lụt, Campuchia cần phải xây dựng đê cao nhưng việc xây dựng đê quá cao sẽ làm thay đổi và chia đôi phần lớn vùng đồng bằng ngập lũ xuyên biên giới sông Mekong. Nó sẽ ngăn dòng lũ mùa mưa tràn qua vùng đồng bằng ngập lũ và dẫn lũ chảy vào Việt Nam. Thêm vào đó, hơn 1.300 km vùng đồng bằng ngập lũ xuyên biên giới có thể trở nên khô hạn hơn nhiều do kênh không có khả năng vượt lũ theo mùa. Thông qua hệ thống đê cao, khu vực bị ảnh hưởng này trải dài trên nhiều vùng quan trọng ở miền Nam Campuchia và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Nói riêng, ở Việt Nam, một phần kênh Vĩnh Tế ở An Giang đã được hạ thấp trong thập kỷ qua để lũ lụt theo mùa chảy vào tưới tiêu cho phần lớn khu vực phía tây đồng bằng sông Cửu Long. Dòng lũ này cũng chảy tự nhiên qua kênh Vĩnh Tế ở tỉnh Kiên Giang để cung cấp nước tưới tự nhiên tại đây. Theo đó, khu vực trên được dán nhãn là hành lang lũ của Việt Nam. Nếu không thay đổi thiết kế của kênh hoặc có biện pháp giảm thiểu thích hợp, khu vực rộng lớn đó của đồng bằng sông Cửu Long cùng với một phần đáng kể vùng đồng bằng ngập lũ của Campuchia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc lũ lụt tự nhiên giảm và tình trạng khô hạn gia tăng sẽ dẫn đến tổn thất lớn cho sản xuất nông nghiệp ở quy mô công nghiệp. Ngoài ra, chương trình Đông Nam Á của trung tâm STEMShip cũng đánh giá rằng kênh Phù Nam Techco sẽ mang đến những tác động môi trường đáng kể thông qua việc thay đổi vùng đồng bằng ngập lũ xuyên biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Như vậy có thể thấy, mỗi một bằng chứng mà trung tâm STEMShip đưa ra đều vô cùng thuyết phục. Nó dựa trên các điều luật được quy định bên trong Hiệp định Sông Mekong được ký kết giữa các bên có liên quan vào năm 1995, trong đó bao gồm Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia. Theo điều 5, 6, 7, 8 và 10 của Hiệp định, các nước thành viên phải sử dụng nước trên lưu vực một cách hợp lý và công bằng, thông báo và tham vấn trước hoặc nhất trí trước các vấn đề liên quan đến sông Mekong, duy trì dòng chảy tối thiểu theo dòng chính, ngăn đỉnh điểm dòng chảy hàng ngày lớn hơn mức tự nhiên trong mùa mưa, dừng và sau đó thảo luận về các hoạt động đã được chứng minh là gây thiệt hại đáng kể đến sông Mekong, chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho các nước thành viên khác và thông báo kịp thời những tình huống khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, những gì Campuchia đang làm cùng với dự án Phù Nam Techco đã vi phạm hết thảy các quy định vừa nêu. Nó đe dọa trực tiếp đến môi trường, nền nông nghiệp, đời sống kinh tế và cả xã hội của Việt Nam khi làm thay đổi đáng kể mực nước lẫn dòng chảy của sông Mekong. Thế nhưng, các nhà lãnh đạo của nước này vẫn mạnh miệng khẳng định rằng Campuchia chẳng làm gì sai và phớt lờ hết mọi yêu cầu hợp lý của phía Việt Nam. Thậm chí, ngay cả ông Hun Sen cũng cho thấy mình là một người không còn biết lý lẽ khi mới đây ông đã cho đăng tải một bài viết cực dài trên trang Facebook cá nhân chỉ để phản bác lại Việt Nam bằng thứ lý lẽ cùn không thể chấp nhận được. Kể cả người đứng đầu đất nước còn thế thì bảo sao dân Campuchia có thể nhìn thấu lẽ phải cho được. Thiết nghĩ, Việt Nam nên dựa vào Hiệp định Sông Mekong năm 1995 mà Campuchia đã đặt bút ký vào để đưa ra biện pháp cứng rắn hơn trước việc nước này xây dựng kênh đào Phù Nam Techco sai quy định. Một dự án có sự nhúng tay của Trung Quốc với mục đích không hề đơn giản, có thể ảnh hưởng lớn đến Việt Nam trong tương lai. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin đã có một chuyến thăm Campuchia. Trong cuộc gặp mặt, ông Hun Sen đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rằng Mỹ không nên đặt Campuchia vào cuộc cạnh tranh chiến lược của Washington và không nên dùng Campuchia làm nơi cạnh tranh địa chính trị với các siêu cường khác. Các nước mà Campuchia theo đuổi chính sách ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế. Điều này cho thấy mục đích ông Austin khi tới Campuchia là vì Trung Quốc. Việc Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng và chi phối nền chính trị Campuchia khiến Mỹ không an tâm. Vậy nên, Mỹ phải cử Bộ trưởng Quốc phòng của mình tới để làm dịu tình hình, cũng như thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Campuchia. Tuy nhiên, Mỹ ở cách Campuchia tới nửa vòng trái đất. Tại sao họ lại phải lo lắng cho tình hình một nước thuộc khu vực Đông Nam Á? Điều này có ảnh hưởng gì tới Việt Nam chúng ta hay không? Hôm nay mọi người hãy cùng với mình tìm hiểu vấn đề này nhé! Bắt đầu ngay thôi nào! Như đã nói ở trên, trong cuộc gặp mặt giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về mối quan hệ giữa hai quốc gia thời gian gần đây. Ông Austin nhận định quan hệ giữa Campuchia và Mỹ không quá tệ, cho rằng những vấn đề gây tranh cãi trong quá khứ là do sự thiếu tin tưởng giữa hai bên và bây giờ là lúc phải tìm cách cùng nhau xây dựng lại niềm tin. Cựu Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh những hiểu lầm trước đây là do thiếu thông tin và đối thoại sâu sắc giữa hai bên. Ông Austin ủng hộ các đối thoại trực tiếp, nói rằng việc giữ khoảng cách trong các vấn đề giữa hai bên sẽ dẫn đến các mất mát thông tin đáng tin cậy. Ông Austin cũng khẳng định lĩnh vực quốc phòng là vấn đề ưu tiên quan trọng, cần bắt đầu đối thoại nhằm đảm bảo không có sự nghi ngờ lẫn nhau và tái xây dựng niềm tin giữa hai nước. Được biết, Mỹ và Campuchia từng có những thời điểm xích lại gần nhau trong hơn 70 năm qua. Song cũng có những lúc căng thẳng leo thang liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Kể từ khi lần đầu thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Mỹ và Campuchia đã chứng kiến nhiều lần xáo trộn, bất ổn và thăng trầm, từng bị cắt đứt, rồi lại khôi phục quan hệ lần lượt vào các năm 1965, 1969 do xung đột vũ trang và những biến động chính trị tại Campuchia. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, quan hệ Mỹ-Campuchia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ những khác biệt lớn về chính sách đối ngoại, hoạt động ném bom của Mỹ trên lãnh thổ Campuchia trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, cùng tranh cãi về khoản tiền Mỹ cho Campuchia vay vào đầu những năm 1970, khiến quan hệ song phương vốn căng thẳng càng thêm trầm trọng. Năm 1993, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện sau khi chính phủ Hoàng gia Campuchia được thành lập từ cuộc tổng tuyển cử tự do. Đây cũng là mốc đánh dấu sự khởi đầu quá trình cải thiện quan hệ hai nước. Quốc hội Mỹ dỡ lệnh cấm hỗ trợ trực tiếp cho chính phủ Campuchia, mở đường cho nguồn viện trợ dành cho quốc gia Đông Nam Á này. Vài năm trở lại đây, mối quan hệ hai quốc gia này lại nóng lên khi Campuchia có động thái xích lại gần Trung Quốc và bị chi phối về nhiều mặt. Đặc biệt, việc Campuchia để Trung Quốc thuê lại căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Cụ thể, tháng 10 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố ảnh vệ tinh cho thấy Sở Chỉ huy Chiến thuật của Ủy ban An ninh Hàng hải Quốc gia Campuchia, công trình được Mỹ tài trợ tại căn cứ Hải quân Riem, bị san phẳng. Mỹ bày tỏ thất vọng và lo ngại động thái này gắn liền với kế hoạch để khí tài và nhân viên quân sự Trung Quốc hiện diện tại căn cứ Riem. Trong khi đó, Campuchia giải thích quyết định phá rỡ là bởi công trình đã cũ. Giới chức này cũng nhiều lần bác bỏ thông tin rằng Trung Quốc đã đạt thỏa thuận bí mật với Campuchia để bố trí lực lượng tại căn cứ Riem. Campuchia khẳng định cho phép lực lượng nước ngoài đồn trú trên lãnh thổ là trái với hiến pháp. Căng thẳng gần đây nhất trong quan hệ Mỹ-Campuchia xảy ra vào cuối năm 2021 khi Bộ Ngoại giao Mỹ thêm Campuchia vào danh sách cấm xuất khẩu vũ khí vì tiếp tục cho phép Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở riêng trên vịnh Thái Lan. Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia. Đáp lại, Thủ tướng Hun Sen yêu cầu quân đội Campuchia tiêu hủy hoặc niêm cất vũ khí Mỹ, cho rằng nhiều bên dùng chúng đều thua. Ông đang thông báo trên Facebook rằng tôi ra lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội ngay lập tức kiểm kê vũ khí và quân trang mà Campuchia đang có. Toàn bộ vũ khí và quân trang Mỹ nếu có phải được thu hồi, niêm cất trong kho hoặc tiêu hủy. Từ những vấn đề này có thể thấy, chuyến đi mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Campuchia là để xoa dịu tình hình, tránh để Campuchia giận quá mất khôn, mà quan hệ với Thủ tướng Hun Manet, người cũng tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point như ông, và được coi là cởi mở hơn với phương Tây. Rõ ràng, Mỹ đang ngày càng lo ngại sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia, sau đó có thể lan rộng thêm ra các nước Đông Nam Á khác. Báo chí phương Tây gần đây thường xuyên nêu bật những lo ngại về việc Phnom Penh có thể cấp cho quân đội Trung Quốc quyền tiếp cận độc quyền căn cứ hải quân Riem. Dư luận Mỹ còn lo ngại Campuchia sẽ sớm trở thành căn cứ quân sự nước ngoài thứ hai của Trung Quốc. Trong những năm qua, Trung Quốc đã tích cực lôi kéo Campuchia. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua sáng kiến vành đai và con đường, Trung Quốc còn tăng cường hợp tác quân sự và tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung nhằm mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Những động thái gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông, như tàu Trung Quốc tấn công tàu của Philippines bằng vòi rồng, Trung Quốc tiến hành những cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần eo biển Đài Loan, kết hợp với những hoạt động hợp tác với Campuchia, khiến Mỹ lo lắng về khả năng Trung Quốc ngày càng chiếm ưu thế tại Biển Đông, qua đó đe dọa trực tiếp tới lợi ích an ninh và kinh tế của Mỹ. Bởi vậy, mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không gì khác ngoài cải thiện mối quan hệ với Campuchia, vốn đã xấu đi từ thời kỳ trước đó do các cáo buộc về bầu cử, nhân quyền và sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc và Campuchia. Ngoài những lý do lo ngại về tần suất ngày càng gia tăng các hoạt động hợp tác quân sự giữa Campuchia và Trung Quốc, một lý do khác để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chọn thời điểm này đến thăm là do quá trình chuyển đổi quyền lực của Campuchia đã được diễn ra và bắt đầu đi vào ổn định khi ông Hun Manet đã nhậm chức được 10 tháng. Tân Thủ tướng Campuchia là học viên tốt nghiệp Học viện West Point của Mỹ và Washington tin rằng đây là một lợi thế trong việc xây dựng lại mối quan hệ hai nước và đẩy Campuchia ra xa Trung Quốc hơn. Lầu Năm Góc cũng muốn gửi một thông điệp tới Bắc Kinh rằng khu vực này quá quan trọng và Trung Quốc sẽ không được tự do hành động. Dĩ nhiên, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với các quan chức Campuchia cũng có ảnh hưởng đến Việt Nam chúng ta. Nhất là trong bối cảnh giữa Việt Nam và Campuchia đang có những bất đồng trong việc xây dựng kênh đào Phú Nam Teco. Campuchia là láng giềng, Mỹ và Trung Quốc lại là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Sự tranh giành ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Campuchia sẽ làm cho cục diện cạnh tranh tại khu vực trở nên phức tạp và khó lường. Đặc biệt, những lĩnh vực mà hai bên đang cố gắng tăng cường hợp tác là các lĩnh vực nhạy cảm như quốc phòng quân sự, lại diễn ra trong một môi trường đang ẩn chứa nhiều tranh chấp như Biển Đông. Chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Việt Nam hơn trong hoạch định chính sách tại khu vực. Một điểm khác cần lưu tâm đó là trong đối thoại Shangri-La 2020 vừa qua tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng của các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Timor-Leste bên lề đối thoại. Ngoại trừ Việt Nam ta, dù chúng ta mới là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong ASEAN và đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ. Lý do có thể đưa ra là Việt Nam chỉ cử quan chức bậc thứ trưởng sang tham dự Shangri-La lần này, trong khi đây là cuộc gặp mặt giữa các bộ trưởng với nhau. Đây có thể là bước đi chủ động đến từ Việt Nam trong việc tránh tham dự các cuộc họp từ phía góc nhìn của Trung Quốc, khi Mỹ đang cố gắng lôi kéo các nước Đông Nam Á trên lĩnh vực hợp tác quốc phòng quân sự, từ đó tránh gây ra căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việt Nam từ lâu đã công bố sách trắng quốc phòng với những điểm nổi bật là chính sách 4 hồng. Trong thời gian tới, trước những biến động tiềm tàng ngay tại khu vực sát sườn, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích kinh tế và an ninh của Việt Nam, Việt Nam cần kiên quyết duy trì chính sách quốc phòng 4 hồng, đồng thời vận dụng linh hoạt mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, đối tác đặc biệt với Campuchia và cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia, ích quốc gia dân tộc. Các bạn thân mến, ông Hun Sen, cựu Thủ tướng Campuchia và nay là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, mới đây lên tiếng xác nhận rằng mình đã gặp gỡ Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns ở thủ đô Phnom Penh ngày 2 tháng 6 năm 2024 vừa qua. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, ông cho biết thêm trên trang Facebook cá nhân rằng các cuộc họp quan trọng nhất là các cuộc họp đã được diễn ra giữa Campuchia với Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper tại Phnom Penh vào năm 2011, Giám đốc CIA David Petraeus tại Phnom Penh vào năm 2012 và Giám đốc CIA Bill Burns tại thành phố Takuma vào năm 2024. Ngoài các cuộc gặp mặt trực tiếp, ông Hun Sen còn cử đại diện đến gặp lãnh đạo CIA tại thủ đô Washington DC trong quá khứ. Và theo như cựu Thủ tướng Campuchia cho biết, hợp tác chính của Campuchia với CIA là chống chủ nghĩa khủng bố, chứ không phải là chống lại bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì bên cạnh CIA của Mỹ, Campuchia cũng có hợp tác tình báo với các nước khác. Đây cũng là quy trình bình thường của một quốc gia có chủ quyền. Mặc dù được chính chủ xác nhận như vậy, thế nhưng người ta vẫn không khỏi ái ngại cho Việt Nam nếu như cuộc gặp trên thực sự diễn ra. Bởi vì rất có thể Việt Nam đang bị Mỹ chơi sau lưng mà không hề hay biết khi người đứng đầu CIA gặp riêng nhà lãnh đạo Campuchia hiện giờ. Bởi như chúng ta cũng biết, Mỹ là một trong những đối tác chiến lược toàn diện và cũng là người bạn khá thân thiết của Việt Nam trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Campuchia lại là kẻ đang hùa theo Trung Quốc để tìm mọi cách vùi dập Việt Nam tơi bời. Vậy liệu rằng sự thật có đúng như vậy không? Và liệu rằng Mỹ có bắt tay với Campuchia để chơi sau lưng Việt Nam hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đáp án cùng với một bài viết liên quan đến vấn đề nêu trên vừa được đăng tải trên trang tin quốc tế có uy tín. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Đây chính là nguồn động lực rất to lớn, giúp cho chúng tôi có thể ra thêm nhiều sản phẩm chất lượng khác để phục vụ khán thính giả xa gần. Xin cảm ơn. Vâng, trước những gì mà ông Hun Sen công bố vừa qua, một trang tin quốc tế có hàng ngàn người theo dõi cho đăng tải một bài viết đáng chú ý với tiêu đề là "Đừng có giỡn mặt với Hun Sen, lãnh đạo Campuchia đã gặp sếp CIA". Trong bài viết này, Trang tin đã dẫn lời giới chính trị hàng đầu để phân tích độ xác thực của cuộc gặp gỡ trên, cũng như mục đích thực sự mà nhà lãnh đạo Campuchia cho công bố thông tin sốt dẻo vừa rồi với nội dung như sau. Trong một bài viết trên chuyên trang The Diplomat ngày 12 tháng 6 năm 2024, David Hartz, nhà nghiên cứu từ Viện Trung Âu về nghiên cứu châu Á, đã đặt câu hỏi rằng liệu giám đốc CIA William Burns có thật sự đến Campuchia hay không trong bài viết của mình. Theo đó, bài viết của ông David Hartz đưa ra lộ trình cụ thể của ông William Burns. Nó bao gồm các địa điểm ở châu Âu được ông ghé thăm vài ngày hồi cuối tháng 5. Sau đó, ông William Burns đã đi Đầu Hà vào ngày 4 tháng 6. Không có thông tin chính thức nào cho thấy người đứng đầu CIA đã đến đối ngoại Shangri-La ở Singapore, cũng như đã đến Campuchia gặp ông Hun Sen trong khoảng thời gian từ 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6. Từ đó, cây bút này cho rằng ông Hun Sen có thể đã cố tình công bố cuộc gặp ảo với lãnh đạo CIA để khẳng định Campuchia không bị Bắc Kinh thao túng. Ngay sau đó, ông Hun Sen đã đáp trả gay gắt thông tin mà cây bút David Hartz đưa ra với tuyên bố cứng rắn là nếu không biết rõ Hun Sen thì đừng có giỡn mặt với Hun Sen. Cụ thể hơn, nhà lãnh đạo này viết trên Facebook rằng có thể thấy qua những gì mà ông David Hartz viết, có lẽ ông ta nghĩ tôi đã bịa đặt thông tin. Vậy nên hôm nay tôi công khai tuyên bố rằng tôi đã làm việc với giới lãnh đạo CIA từ năm 1997. Ở phần kết bài viết trên Facebook, ông Hun Sen không quên nhắn nhủ ông David Hartz với những lời đầy ẩn ý rằng đừng thấy nước trong mà nghĩ không có cá. Khi Hun Sen không mở miệng thì đừng nghĩ Hun Sen không biết nói gì. Vâng, nếu nói một cách công bằng thì cho đến nay chưa có thông tin chính thức nào về chuyến đi của ông William Burns đến Campuchia được CIA công nhận rộng rãi cả. Chỉ có ông Hun Sen đơn phương đưa ra tuyên bố của mình trên các phương tiện truyền thông mà thôi. Hỏa chăng trước đó, Campuchia chỉ được biết đến như là một điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á, sau Singapore của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Nó được diễn ra trong bối cảnh Phnom Penh đang là đồng minh thân thiết của Bắc Kinh tại khu vực Đông Nam Á hiện giờ. Chuyến đi của ông Austin đánh dấu lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến một quốc gia chỉ để gặp các nhà lãnh đạo liên quan đến những vấn đề quốc phòng. Nó cho thấy tầm quan trọng của Campuchia trong chiến lược địa chính trị của Mỹ tại khu vực tiềm năng hàng đầu. Vậy nên, nếu quả thật lãnh đạo CIA đến Campuchia đúng như lời ông Hun Sen nói, thì quân cảng Riem có thể đã được mang ra thảo luận trong chuyến đi của ông Austin vào ngày 4 tháng 6. Nhưng không có thông tin cụ thể nào cho thấy việc ông Austin đã bàn thảo gì đó với giới lãnh đạo Campuchia liên quan đến căn cứ này. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải xem xét đến mối quan hệ thân thiết của Campuchia và Trung Quốc hiện nay. Có thể nói, Campuchia đã trở thành đối tác quan trọng, thậm chí là đồng minh của Trung Quốc, khi hai nước có những hợp tác sâu rộng về mọi mặt, đặc biệt về kinh tế, về thương mại, về quân sự. Và nếu như ông Hun Sen thực sự đã gặp lãnh đạo CIA của Mỹ như những gì tuyên bố, thì há chẳng phải là nước này đang tự tay mình hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp với người anh em Hoa Lục hay sao? Bởi vì Trung Quốc không phải là một người rộng lượng đối với bạn bè. Một khi Trung Quốc phát hiện bất kỳ nguy cơ gì ở nước bạn, nước này sẽ nhanh chóng lập ra hàng rào chắn để phòng vệ cho chính mình. Đối chiếu với trường hợp của Campuchia, Trung Quốc sẽ không dại gì để một tình báo của Mỹ ở bên cạnh mình. Do đó, nước này sẽ loại bỏ cái gai trong mắt bằng mọi cách trước khi nó làm mọi thứ mưng mủ hết cả lên. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Campuchia. Nếu nhẹ thì các hợp tác quan trọng giữa hai nước Campuchia-Trung Quốc trong thời gian tới đây sẽ bị phá hủy, hoặc là Trung Quốc sẽ rút hết các khoản viện trợ đang dành cho Campuchia hiện giờ. Còn trong trường hợp nghiêm trọng hơn, Trung Quốc có thể sẽ đưa Campuchia vào danh sách đen các quốc gia thù địch. Nước này sẽ tìm mọi cách triệt để hết mọi đường sống của Campuchia để nước Cam rơi vào đường cùng. Vậy thì hà cớ gì một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm như Hun Sen lại công khai gặp gỡ lãnh đạo CIA để làm mất lòng Trung Quốc? Vậy thì hà cớ gì ông lại làm chuyện lỗ vốn như thế kia chứ? Nói cách khác là ông Hun Sen sẽ không bao giờ mang lợi ích quốc gia của mình ra mạo hiểm như thế. Cho dù trong quá khứ ông có từng làm việc với CIA đi chăng nữa, thì ở thời điểm hiện tại chắc gì nó vẫn còn tồn tại khi mà mối quan hệ giữa ba nước Campuchia, Mỹ, Trung Quốc đã khác xưa rất nhiều. Rất có thể việc ông Hun Sen công bố cuộc gặp mặt kể trên trước tất cả mọi người là nhằm mục đích giống như những gì mà ông David Hartz nói. Nó chỉ là chiêu tung hỏa mù của nhà lãnh đạo này để khẳng định rằng Campuchia cũng có mối quan hệ rất tốt với Mỹ, chứ không riêng gì Trung Quốc. Qua đó, ông Hun Sen muốn chứng minh là Campuchia không hề bị Trung Quốc thao túng. Chẳng qua là nước Cam đang mở rộng mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Trung Quốc mà thôi. Chứ làm gì có chuyện bị nước này điều khiển như những gì mà đồn đoán hiện giờ. Ngoài ra thì nó cũng có khả năng cao là ông Hun Sen làm điều này nhằm mục đích gây chia rẽ mối quan hệ Việt-Mỹ đang phát triển vô cùng tốt đẹp. Bởi vì nếu như Việt Nam tin vào những gì ông ta nói, chắc chắn đất nước hình chữ S sẽ có sự đề phòng với Mỹ, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Nó sẽ trở thành chướng ngại lớn cho các hợp tác sâu rộng giữa hai nước Việt-Mỹ trong tương lai gần. Nếu đúng là như vậy thì quả thật là ông Hun Sen quá là nham hiểm. Đúng là không biết rõ về Hun Sen thì không thể nào giỡn mặt với ông Hun Sen đây mà. Thiết nghĩ là Việt Nam chúng ta nên bình tĩnh trong trường hợp này để tìm hiểu xem thực hư câu chuyện có ngọn ngành ra sao. Đất nước hình chữ S không nên nghe những lời nói phiến diện từ một phía, mà vẫn phải cần căn cứ vào những nguồn thông tin khác nhau trước khi đưa ra kết luận rằng mình có bị Mỹ chơi sau lưng hay không. Và chỉ có như vậy, Việt Nam mới không trúng kế của Hun Sen nói riêng và của Campuchia nói chung, cũng như không rơi vào cái bẫy của kẻ đang quay lưng lại với Mỹ.